Hùng Vĩ xin chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Đoán Tuổi Như Ý. Chương trình phát sóng hàng tuần lúc 11 giờ thứ bảy trên kênh truyền hình VTV3. Và thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ gặp ngay với hai đội trưởng. Họ luôn là những người truyền năng lượng cho những người cùng chơi với mình. Và hy vọng rằng ngày hôm nay họ sẽ giúp cho những người cùng chơi có được những số tiền thưởng thật là hấp dẫn để mang về. Hãy cùng gặp gỡ với ca sĩ Thanh Duy và Minh Xu. Wow, đẹp. Hôm nay chúng ta tươi đều... anh. Tươi. Tươi mặc sao? Dù cái màu nó nhã nhặn thôi nhưng mà rất là lịch lãm. Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Và hôm nay em quyết định rồi, em sẽ nhường. Không phải nhường, không à, mà là em nghĩ là em sẽ có một cái cuộc chơi thật là dễ thương, thật là thoải mái. Nhưng mà hôm nay là em nghĩ là em hợp với chữ như ý của chương trình này. Đúng cho nên em sẽ được như ý đó. À, đúng luôn. Hôm nay Duy rất là hợp với chữ như ý. Dạ. Còn Minh ơi, em không có hợp lắm. Em không có hợp lắm. Ủa em hợp luôn hả? Không, cái chữ như ý là hợp với cái màu sắc của Thanh Duy bữa nay hơn. Còn em thì đi đóng, còn em thì đi đóng hợp thì được. Đóng hợp luôn hả? Đóng hợp về chỗ luôn. Để mà cầu mọi người đóng hợp về em. Chỗ để Thưa quý vị, chương trình Đoán Tuổi Như Ý do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Và mỗi khi đến với chương trình thì ngoài hai đội trưởng ra sẽ còn có hai thành viên là hai người cùng chơi khác nữa. Hãy cùng chờ đón Vũ Công, Quang Đăng và ca sĩ Thái Trinh. Vừa rồi em có biết tại sao mọi người cười không Trinh? Tại vì là mọi người có thách đố với nhau ở trong hội trường một tí. Là cái đoạn nhạc hiệu của chương trình nó làm khó không biết bao nhiêu khách mời tới đây rồi. Ngay cả những ca sĩ, những vũ công là những người cái tai nghe rất là nhạy nhạc. Vậy mà vô vẫn không có đúng được với cái đoạn dằn của cái nhạc hiệu chương trình. Bây giờ không tin làm lại lần nữa, em với Đăng thử coi khớp nhạc không nha. Nhảy đi em, nhảy nè. Đi. Em hiểu rồi, giờ em hiểu rồi. Dẫn loài ra cái cô này một chút xíu. Quang Đăng đúng là vũ công chuyên nghiệp đó, cho nên là cái tai nghe rất là nhạy. Có những người khác đến đây là hoàn toàn là ngơ ngác, không biết nhịp chỗ nào để mà chụp, rơi rớt lụm không kịp luôn em. Ủa mà anh ơi, có được cộng điểm không? Không em. Không em. Thì thách đố làm gì? Thì thách đố coi là mình nhảy cỡ nào vậy đó. Trời ơi. Đến với chương trình, hai đội trưởng ngồi đó đều là những người đi trước có kinh nghiệm trong cái việc đoán tuổi. Hai em muốn về đội của ai? À, Quang Đăng thích áo nâu nhìn, cho nên Quang Đăng sẽ đi về đội của em. Áo vàng. Em thật là ga lăng nha Đăng. Bạn của em chuẩn bị nói chưa kịp mới có một cái thôi là em nhảy vô em cướp luôn rồi. Thật ra là hồi em muốn bênh cho anh Đăng là nãy là em xí trước rồi, em nói là em thuận ngồi bên bên phải để nhìn ra xung quanh á, thích đúng phong thủy của em nên là em sẽ ngồi bên phải, thì bên đó là trúng ghế của anh Minh Xù. Em chỉ là bức bình phong thôi chứ không có ý nghĩa gì trong cuộc đời của chính mình. Qua là cái vị trí cái chỗ đó là thuận mặt của cô ta. Bởi vậy. Chứ còn với cô ta thì Minh Xù cũng lại dĩ trơn trọi đó. Tách cái ghế ra ngồi riêng luôn. Mời em. À đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Mời em. Một anh Minh em coi. Một thật ra là Thái Trinh với là Minh Xù sắp tới có hẹn đi Thái Lan bắn súng nước. Cho nên ngồi đó để hú hí nói chuyện nhau trước. À vậy phải không? Thôi cũng được. Lý do nghe hợp lý. Mời hai em về vị trí đó lựa chọn nào. Đến với chương trình này, hai em Thái Trinh và Quang Đăng sẽ phải cần hỗ trợ từ Thanh Duy và Minh Xù để đoán tuổi của những người chơi. Và chương trình sẽ có sự hỗ trợ thêm bằng những lời gợi ý, đó là sự kiện đáng nhớ, ngôi sao đồng niên, bài hát kỷ niệm, ước lượng an toàn và máy bắt cận cảnh. Năm gợi ý đó sẽ giúp cho các em đoán tuổi của những người tham gia. Cố gắng đoán làm sao cho chính xác thì chúng ta vẫn sẽ giữ nguyên được số điểm của mình. Ở vòng 1, chúng ta nếu đoán sai thì sai số sẽ bị nhân lên gấp 3 lần. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ với người giấu tuổi đầu tiên.
chào em trai. Lịch sự dễ thương, áo gi lê có ghé nơ nữa. Giới thiệu về mình đi nào, em tên gì? Dạ, em chào anh Đại Nghĩa và hai đội chơi. Em tên là Trần Thanh Duy. Hiện là... Thanh Duy luôn hả em? Dạ vâng. À, dưới kia cũng có người tên Thanh Duy. Dạ. Thần tượng của em. Wow. Dạ, em là diễn viên xiếc và múa rối. Bạn bạn làm xiếc là về xiếc, xiếc về gì? Dạ, em làm bên bong bóng xà phòng. Bong bóng xà phòng là gì vậy anh Duy? Cái bong bóng gì mà người ta bóng kéo một cái nó ra một bóng dài đẹp thì đẹp cái luôn. Cái đó là bạn học bao nhiêu lâu mà bạn ra nghệ? À, cái bong bóng đó là tùy theo người học và tùy theo công thức. Đa số là sử dụng công thức, còn học thì chỉ một tuần hoặc là nửa tháng là đã ra nghề rồi. Đây, nãy giờ khai thác hoài vẫn không ra được một cái thông tin gì hết. Vòng vòng thôi, hãy quan sát cái mái tóc của anh ta. Đó là mái tóc giả ư? Không có, bao nhiêu rồi không? À, có một đường nè, hai đường nha. Thì những cái bạn mà để kiểu tóc này là khoảng bao nhiêu tuổi? Trên 40 à? Không. Làm gì có chuyện đó đúng không? Làm chắc gì? Chắn phải là những bạn còn trẻ trẻ. Với trang phục này nhìn có vẻ lớn nhưng thiệt ra nhỏ xíu. Đừng tin anh Nghĩa. Em sẽ không tin đâu. Em đã không tin vào cuộc đời này từ những tập đầu tiên. Tùy em. Đang hỏi gì? Em muốn hỏi là hồi xưa bạn học trường nào? Dạ em học trường cấp 3. Trường cấp 3. Học trường cấp 3 nha. Vậy là các bạn có lên học đại học và học trường đại học nào hay là học cấp 3 xong rồi bắt đầu đi làm luôn? Thì em học xong em bắt đầu đi làm luôn. Rồi bây giờ nè, bạn ấy sẽ biểu diễn một màn cho chúng ta thưởng thức. Em biểu diễn cái gì nè? Dạ em biểu diễn bong bóng xà phòng. Hay quá. Wow, anh rất thích. Đúng rồi, anh đang luôn cần xem. Mời cái gì nha. Đó nó bay bổng xíu em. Bản duyên ghê. Lắc quá. Có sấm sét rồi trên ơi, diễn nét sấm sét. Tự nhiên làm chúng ta nhớ về tuổi thơ. Những cái bóng xà phòng như thế này nè, nó làm cho mình cảm giác lung linh như lạc vào một cái thế giới cổ tích nào đó vậy. Bay bổng. Hồi xưa đó anh, là nó chỉ có một cái bình nhỏ xíu à, có hình con gấu hay sao á, màu đỏ em nhớ hoài. Sau đó mình phải đánh lên. Sau mình lấy ra mình thổi cái phù một cái ra được có hai cái bong bóng. Sau khi mình xem xong mình trở về tuổi thơ rồi, giờ mình trở lại với hiện tại đi em. Dạ. Bạn ấy nhiêu tuổi nè? Theo em nha, hồi nãy giờ em ngồi em quan sát á, thì bạn này bạn khá là chủ động trong tất cả mọi thứ. Thì em nghĩ là bạn này cũng không phải là còn quá nhỏ đâu. Em tin là khoảng chừng 26, 27 tuổi gì đó. Trinh nghĩ sao em? Dạ, em hồi nãy cũng có cái suy nghĩ tương đồng với anh Minh. Vậy là mình sẽ chọn đầu tiên là 26 tuổi đi anh. 26 tuổi, còn Duy với Đăng? Thì em chọn 22 anh Nghĩa. 22. Dạ. Thì bây giờ mình mới dự đoán lượt một thôi. Dạ. Anh sẽ cung cấp một gợi ý rồi có thể thay đổi nha. Gợi ý của chương trình là ngôi sao đồng niên. One Direction. Nhóm One Direction. Thì anh Horan bằng tuổi với bạn này. Tại em nhớ One Direction là phải là 5-6 năm trước là mấy bạn nổi rồi. Từ cuộc thi X Factor của anh. Theo như trí nhớ của em thì trong nhóm này có một thành viên là sinh năm 91-92 gì đó, nghĩa là họ không có quá trẻ. Đang nghĩ sao? Mình quyết định một con số đi. Em vẫn muốn giữ cái gọi là cái trẻ. 22 thì hơi trẻ quá so với One Direction thôi nhỉ. Cũng đâu trẻ lắm đâu. Thôi thì thôi 23 đi. Ok, thì em sẽ chọn 23 là con số tuổi của Thanh Duy. 23. Mình nghĩ bạn này chắc
27. 27. 27 tuổi. Tuổi vậy rồi mới hay nè. Không cười rồi. Cười. Cái kiểu trời chồng quê đó anh mình xấu. Hết rồi mấy anh chị ơi. Đây, đội của Thanh Duy đoán em 23 tuổi là đúng hay sai? Dạ, đội của anh Thanh Duy đoán em 23 tuổi là sai. Sai. Sai mà không tự tin dễ sợ. Sai. Sai rất là sợ. Nè, qua đây tự tin tiếp nè. Sai luôn. Đội của Minh Sù đoán em 27 tuổi là đúng hay sai? Dạ, đội của anh Minh Sù đoán em 27 tuổi là sai. Sai. Cái sờ rất là công luôn á. Sai. Nói thầm chữ sờ rất là xuất sắc. 25 tuổi là tôi quýnh. Nghe chưa? 25 tuổi. Bao nhiêu tuổi nè? Nói thiệt cho anh nghe coi bao nhiêu. Dạ em 26 tuổi. Trời ơi. Trời ơi, tức chưa, nãy 26 được rồi, giữ nguyên giùm tôi cái đi. Thật sự tại vì cái gợi tại ý á, là sao anh đốc như vậy nữa. Tại vì cái gợi ý không phải làm bọn em hoang mang, bọn em không có muốn, nói chung là cũng phải thay đổi với anh, bằng chị bằng em, hiểu không? Như vậy là anh bạn này của chúng ta chỉ có 26 tuổi thôi chứ phải 27 như Minh Sù và Thế Trinh dạ. Đã dự đoán. Lại không có trẻ như Thanh Duy nghĩ là 23 nha. Cảm ơn em đã đến với chương trình ngày hôm nay. Chúc Thanh Duy vui vẻ. Chào tạm biệt. Ôm cái không? Ôm cái không? Ôm cái, ôm cái. Thần tượng. Yeah. Như vậy là với người giấu tuổi đầu tiên thì rất là tiếc khi Minh Sù và Thế Trinh đã thay đổi quyết dạ. định vào phút chót. Sai số là 1 năm nhân cho 3 trừ đi còn lại 97 điểm. Sao có một chữ 3 điểm à? Bên đây người ta xa hơn mình nữa nè em. Đó. Sai số tới 3 năm lần trừ đi 9 điểm còn lại 91. Vòng thi thứ 2 sai số sẽ nhân lên gấp 4 lần. Cho nên phải cẩn thận với con số mà mình đưa ra nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ người giấu tuổi số 2. Hình tượng nào đây các em? Na cha. Na cha ta là na cha. Na cha ta là na cha. Trời ơi, vậy là bạn này phải là 7 tỷ 600 triệu tuổi gì đó. Tuổi nhiều lắm. Hình tượng thôi. Có lẽ là bạn ấy yêu thích nhân vật này. Chào em giới thiệu về mình nào. Vâng, và lời nói đầu tiên cho phép Phương Uyên gửi đến hai đội chơi cùng toàn thể quý vị khán giả trong trường quay. Lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Chào em. Nghe câu chào là biết đi diễn thường xuyên rồi nè. Chuyên nghiệp quá. Phương Uyên, đúng không? Vì sao dạ. Phương Uyên chọn hình tượng Na Tra để xuất hiện tại đây? Tại vì em muốn phá cách một tí ạ. À, phá cách một tí. Bình thường công việc của em là gì? Công việc chính của em là ảo thuật gia. Ảo thuật? Lúc em đi diễn em mặc trang phục thế này luôn à? Dạ đúng rồi ạ. Bây giờ nè, muốn biết bạn ấy làm cái gì, mời bạn ấy biểu diễn mình đúng coi rồi. Liền được không? Dạ yeah, okay. Đúng rồi. Mời Phương Uyên. Yeah.
Phương Uyên. Sau khi xem Natra phun lửa xong, mấy anh mấy chị thấy thế nào? Đây là một công việc rất là nguy hiểm. Không biết là bạn đã theo nghề được bao lâu rồi? Dạ, em theo nghề được 5 năm. 5 năm. Anh có một cái thắc mắc lắm. Có nghĩa là em là con gái giống như Trinh nè. Con gái thích là mình phải làm đẹp cho mình, mình phải làm gì đó mà mình thật là xinh, đúng không? Rồi tại sao bạn lại lựa chọn cái con đường này? Dạ, tại vì em là con gái nhưng mà giống như là cái kiểu thích cái gì đó phá cách, cá tính mạnh mẽ. Đó. Nên là lửa, chơi lửa. Chơi với lửa đúng không? Đừng đùa với lửa, nhưng mà đây cá tính cho nên thích chơi với lửa, chinh phục lửa vậy đó. Dạ. Thanh Duy với Quang Đăng đoán đi, cô gái này bao nhiêu tuổi? À, anh xin lỗi nhưng mà em có đi học đại học không? Dạ em học cao đẳng, không có học đại học. Học cao đẳng nhưng mà em vừa học vừa làm hay sao? Dạ đúng rồi. Em vừa học vừa làm luôn. Vậy thì thôi bây giờ mình cho một con số an toàn đi. Nếu mà bây giờ em vừa học vừa làm, Thanh Duy sẽ tính từ năm em tốt nghiệp cấp 3 xong em đi làm đi. Thì năm nay 18 tuổi, 5 năm nữa thì năm nay em 23 tuổi. Đó là 23 con số đầu tiên của tôi. 23. Còn bên sâu. Bên nhà em thì em đang có cái cảm giác là cũng giống anh Duy, bạn này là nhỏ, nhỏ tuổi chứ không có lớn tuổi. Em sẽ cho con số đầu tiên của bọn em là 21 tuổi. 21 tuổi. Gợi ý của chương trình ước lượng an toàn. Từ 20 cho đến 30 tuổi. Trời ơi, cũng vậy. Thấy chưa? Không em, cái này ước lượng an toàn. Có hôm thì lại là maximum luôn, lúc là 30. Lúc 21, lúc nhưng 29, mà có khi là 20 biết. Em hiểu không? Dao động an toàn là trong khung đó, mình đang là đúng rồi đó. Chơi lớn cho thiên hạ trầm trồ em. Rồi 30 tuổi. 30 tuổi. Trời ơi, ê, chơi lớn luôn vậy hả? 30 tuổi. Khoan anh thấy tôi luôn. Khoan anh thấy tôi luôn. Anh thấy tôi luôn. À, sao xin đổi lại xíu được không anh? Đổi hoài vậy? Anh Duy, anh có giống em hay không? Anh này cũng nhỏ lắm, không có lớn đâu. Tại vì giờ khoảng giữa đó thì giờ em sẽ xin một ước lượng an toàn cho bản thân mình. Bây em muốn cho 26 tuổi. 26 tuổi. Còn Minh Sâu? Nếu mà ước lượng an toàn của Duy là 26 thì em nghĩ ước lượng an toàn của em, tại vì em vẫn hướng cô này về cái độ tuổi nhỏ hơn thì em muốn 25. Trinh sao không? Thật ra là lúc em cũng tính nói với anh như vậy, bởi vì nếu mà mình chọn 21 á thì cái độ tuổi an toàn từ 20 đến 30, mà lỡ nó là 30 thì mình lỗ tới 10 điểm lận. Được. Cho nên là mình nên chọn cái chỗ ở giữa để thì mình có thua thì mình cũng thua ít, mà lỡ mình thắng thì mình cũng thắng được thêm chút xíu. Hiểu luật chơi anh thấy không? Đó, rồi, cho em quyết định luôn. Vậy Thái Trinh chốt là bao nhiêu? Trinh 25. 25 tuổi. Nguy cơ đang sắp sửa diễn ra với em. Nét nhạc buồn chuẩn bị. Trời ơi. Em, đội Thanh Duy đoán em 26 tuổi đúng hay sai? Dạ, đội của anh Thanh Duy đoán em 26 tuổi là đáp án hoàn toàn sai. Sai. Nét nhạc buồn. Này nét nhạc gì? Tưng. Nét nhạc buồn. Ngồi thiền đi em. Tiếp theo, đội Minh Sù đoán em 25 tuổi là đúng hay sai? Nhắm mắt lại đi Trinh. Dạ, đội của anh Minh Sù đón em 25 tuổi là một đáp án hoàn toàn sai. Sai. Đừng nhúc nhích. Thiền đi em. Thiền đi nữa. Thiền đi. Thôi hết rồi. Em phải cho mọi người biết tuổi thật của em là bao nhiêu? Dạ, tuổi thật của em là 20 tuổi ạ. À. 20 tuổi. Hai rồi. Rồi. Là em sinh năm mấy? Năm 1999. Dạ đúng rồi, 1999 ạ. Cảm ơn Phương Uyên đã đến với chương trình ngày hôm nay. Chào tạm biệt em nha. Dạ, chào tạm biệt mọi người ạ. Bạn ấy có 20 tuổi thôi. Đoán hơi xa. Bên đây đoán tới 25 tuổi cho nên Minh Sù cách biệt tới 5 năm nhân cho 4 trừ đi 20 điểm em ơi, đau đớn. Còn lại 7 điểm. Còn Duy, em đoán ta tới 26 tuổi, cách biệt tới 6 năm, trừ đi 24 điểm. Còn 67. Ui, xa dữ. Cách biệt nhau 10 điểm hai đội ơi. Nha, đây sẽ là vòng quyết định. Và vòng này nếu như cái xác suất mà đừng có gần nhau quá, hai bên đoán cách biệt nhau một tí thì mình sẽ rõ hơn về cái chuyện thắng bại. Bởi vì vòng này sai số của chúng ta sẽ bị nhân lên gấp 5 lần. Mời các bạn, chúng ta gặp gỡ người giấu tuổi số 3.
mới mở đèn lên cái dòm thấy mắt rưỡi luôn vậy đó. Em xin chào anh Đại. Chào xin em. Chào hai đội chơi. Em tên là Hoàng Hiệp. Em đến đây để trình diễn môn boxing ạ. Bây giờ trình diễn với anh Duy hay là với anh Minh Xù vậy em? Ôi cái này không có... Đăng ơi, hình như là chương trình sẽ có thả một cái bao cát từ trên xuống đó em. Ừ, chứ bọn anh thì không được đâu em hả? Hỏi thăm thêm chút đi, rồi mình coi. Tập boxing được bao lâu rồi hả bạn? Em đánh được bao nhiêu trận? Dạ, em mới thi đấu được 13 trận. Em thi đấu bên Nga với thi đấu Việt Nam. Là có nghĩa là vận động viên chuyên nghiệp boxing luôn rồi? Dạ, đúng ạ. Có được huy chương gì chưa? Dạ, em... được nhiều huy chương luôn rồi, hay quá. Giờ nè, biểu diễn đi nha, ra biểu diễn liền cho anh ta sợ chơi em ha. Rồi, em xin phép biểu diễn. Mời vâng em ạ. Nhiều đó thôi, đủ tin người ta dân boxing chuyên nghiệp chưa mấy anh mấy chị? Tin rồi, dạ, tin rồi. Dạ, tin. Không dám không tin. Còn bạn Hiệp ơi, bạn có bao giờ bạn khi mà trong quá trình bạn tập vậy bạn có bị chấn thương hay gì không? Thực sự thì cách đây 2 tuần em có thi đấu và em bị, nói chung là em bị chấn thương tay phải. Wow. Trời đất ơi. Ổn định đi. Cái áo lên lòi con chuột rồi, cái rú lên hà. Muốn làm mèo tới bắt chuột hả? Quá đáng. Đoán đi nào. Tụi em nghĩ là bạn còn trẻ lắm. Nên em sẽ nghĩ bạn khoảng 19 tuổi. 19 tuổi. Còn Minh Sầu, Thái Trinh. Thật ra thì em cũng rất là muốn nói một cái khoảng cách nó xa hơn cái số 19. Nhưng mà cái suy đoán của em hồi nãy giờ cùng với là anh Minh Sầu thì bạn cũng còn rất trẻ. Cái cách mà bạn nói chuyện cũng khá là ngây ngô. Mặc 10 tuổi đi em. Anh này rất trẻ mà. Hay cái này đoán sơ sơ trước thôi, mình còn cái gợi ý nữa mà. À, hả? Ừ. 17, bẻ gãy sừng câu. 17 tuổi, bẻ gãy sừng câu. Gợi ý của chương trình. Máy bắt cầm cảnh lên xem. Máy bắt cũng đàn lên thôi đi. Không thể nào mà soi được. Thật sự luôn, bạn này trẻ lắm. Hello, chào em. Lại soi chuột nè. Soi thôi, nhìn thôi, không được sờ mó, không được đụng chạm. Hiện vật chỉ để trưng bày. Rồi, hết chưa? Về trên. Nhìn như đó đủ rồi. Bớt say mê người ta lại đăng. Chưa kịp hỏi gì thêm. Nhìn đúng là gương mặt trẻ. Nhưng Thanh Duy và Minh Xù có nhớ chăng? Trong chương trình này chúng ta đã gặp không biết bao nhiêu nhân vật. Cái mặt trẻ măng mà nó cái tuổi ra hú hồn, thiếu điều khoanh tay và ăn chào chú luôn không? Nhưng em tin, em thấy bạn này trẻ thiệt. Tính cách cá nhân của bạn đó được thể hiện ra rất là nhiều. Và em thấy được cái điều này ở những người còn rất trẻ. Vậy thì theo em, số 17 này em có muốn thay đổi hay không? Tùy Trinh. Em nghĩ 17 đi, tại hồi nãy lúc nói số 17 em thấy mặt bạn tươi lắm. Không muốn thể hiện ra cảm xúc, em nghĩ chắc cũng dính. Rồi, giữ nguyên con số 17 nha. Thanh Duy sao nào? Bên kia đã giữ nguyên rồi thì em cũng sẽ giữ nguyên chứ hả? Cũng muốn giữ nguyên luôn. 19 tuổi. Giữ nguyên 19 tuổi. Bây giờ là ván cuối rồi, bây giờ lật kèo luôn. Lật kèo nè. Lật hết. Thái Trinh và Minh Xù đoán em 17 bẻ gãy sừng trâu. Em nói cho anh biết đây là đáp án đúng hay sai? Đội anh Minh Xù ra đáp án là đúng không? Gì? Trời ơi, dạ ba. 17. Làm cái đúng liền vậy đó hả? Khoan, sai. Thế vậy? Ủa là sai. Sao? Không, em chưa sinh nhật. Em chưa sinh nhật nên vẫn tính 17 tuổi. 17 tuổi. Em chưa sinh nhật nên vẫn tính 17 tuổi. Không, bây giờ em đang anh sinh năm bao nhiêu? 2001. 2001 là 18 tuổi. Yeah. Anh chưa sinh nhật. Bây giờ mình cứ tính là cái năm sinh với cái năm hiện tại thôi em. Sinh nhật tháng mấy? Tháng 9. Tháng 9 đúng không?
tức là chưa tới sinh nhật của em, chưa tròn. Nhưng mà khi chúng ta tham gia chương trình này á, thì là mình cứ tính đúng cái năm sinh của mình và với cái năm hiện tại trừ đi nhiêu là nhiêu tuổi, hiểu không? Giờ năm 2019 nè, em sinh 2001 thì trừ ra là 18 tuổi, làm anh Minh Sầu chia Thái Trinh mừng hụt. Và điều đó có nghĩa rằng là đội của Thanh Di với Quang Đăng đáng 19 cũng là lên đường luôn nha. Lên đường luôn. Chuyển màu đỏ luôn nha. À, dễ thương đến đây. Em ơi, em dễ thương quá, em hiền lành, em ngơ ngác. Chắc lên sàn đấu thì em là một con người hoàn toàn khác phải không em? Dạ đúng. Lên là máu lửa lắm không? Anh thấy thường mấy cái người mà võ sĩ á, lên là cái gương mặt lúc nào cũng phải đằng đằng sát khí nè, gầm ghè nè, giống như mình áp đảo tinh thần đối phương nè nha, mày coi chừng tụi nè. Mặc dù mới vô có 3 giây bị tao quánh hạ knock out rồi, nhưng mà vẫn phải làm vậy đúng không? Chúc cho em lúc nào cũng giữ được sức khỏe và nhớ dưỡng cái tay cho khỏe để có thể thi đấu thêm nhiều giải nữa và giành nhiều huy chương về cho Việt Nam nha. Cảm ơn em. Chào em. Cảm ơn cưng. Chào anh chị. Dạ thưa quý vị, lâu lâu cũng có nhân vật đến với chương trình mà vẫn còn ngơ ngác. Em chưa sinh nhật cho nên em chưa 18 tuổi. Dễ thương, em chưa 18 kể em. Nhưng mà chương trình tính cái năm bây giờ và cái năm sinh của em ấy, cho nên vẫn là 18 tuổi quý vị nha. Và như vậy là ở người dấu tuổi số 3 này thì cả hai đội đều đoán xích xoát. Và cũng lần đầu tiên con đội bị mừng hụt quê đi về. Thiệt luôn á, quê sợ luôn. Thôi không sao, xin có một năm thôi, vui là được đúng không? Dạ. Vậy là đội Minh Sù, Thái Trinh bị trừ đi 5 điểm, còn lại là 72. Thanh Duy, Quang Đăng cũng bị trừ đi 5 điểm, còn lại 62. Và điều đó có nghĩa là đội chiến thắng hôm nay sau 3 vòng thi là Minh Sù cùng với Thái Trinh sẽ bước vào vòng đặc biệt của đoán tuổi như ý. Quý vị, ở vòng đặc biệt này thì đội chiến thắng của chúng ta là Thái Trinh cùng với Minh Sù sẽ phải đoán tổng số tuổi của một nhóm người. Và hiện nay điểm số của chúng ta còn lại đang là 72 điểm. Nếu như ngay lượt đoán đầu tiên mà các em đoán chính xác số tuổi của nhóm người này thì mình sẽ giữ nguyên được số điểm là 72, tương ứng với 72 triệu đồng. Nếu đoán sai, anh sẽ cung cấp một gợi ý. Đoán đúng thì mình còn lại 54 điểm. Đoán sai nữa, anh cho thêm gợi ý thứ hai. Đoán chính xác thì mình có 36 điểm. Nếu vẫn tiếp tục sai, cho thêm gợi ý cuối cùng, đoán đúng mình còn 18 điểm. Đơn giản như đang giỡn. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ với nhóm người dấu tuổi. Wow, một nhóm nhạc. Có lẽ là vậy. Chào các em, giới thiệu về mình nào. Dạ, lời đầu tiên xin được gửi lời chào đến quý vị khán giả. Anh Đại Nghị cũng như hai đội chơi là chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Nghe cách chào biết là ca sĩ rồi. Phải vậy không em? Dạ, tụi em là một nhóm nhạc. Nhóm nhạc tên gì nè? Dạ, nhóm Sunrise. Sunrise. Em tên gì? Dạ, em tên Hồng Quang. Hồng Quang. Bạn đeo mắt kiến bên đây tên gì? Bạn tên là Ngọc Sơn. Ngọc Sơn. Còn bạn tên là Phạm Duy. Phạm Duy. Còn xa lạ cái gì nữa hả? Sunrise. Ủa, Minh Sù em biết các em này hả? Trời, quá quen luôn. Đi ăn đi uống đi nhậu nhẹt này kia chưa? Chưa. Trời ơi. Tiếc là vậy. Vậy thì làm sao biết tuổi của người ta? Em làm rất nhiều chương trình cùng với Sunrise rồi. Và đặc biệt hơn hết là Quang nữa thì có biết Quang. Nhưng mà hai bạn còn lại thì anh không có rành lắm. Hôm nay lên tự nhiên thấy có vẻ hơi đứng tuổi. Thì đó, chương hơi trình đứng tuổi. Cố tình cho ba ổng bận ba cái bộ đồ này vô cứng ngắc đứng gồng như nè. Mà đó, cái nơ màu hường thấy ghét. Đã vậy, ông này còn đeo mắt kiến không có tròng y chang Thanh Duy. Ừ. Đó, y đúng rồi luôn. Anh, ý anh chửi tụi em là có mắt nhưng không tròng á. Cho nên là đoán sai hết nãy giờ đúng không? Còn cái gì nữa? Trinh, hỏi đi, trai đẹp không? Ờ, chắc em hỏi anh đi. Hả? Ý, hỏi anh gì? Tại vì em với lại mấy anh này các em mới gặp lần đầu, nhưng mà anh có mối liên hệ với lại nhóm Sunrise nên là cho em phỏng vấn anh chút xíu nha. Mời em. Thì khi mà anh gặp nhóm Sunrise thì thường với cái bạn Quang á, thì anh gọi bạn Quang là anh là em không, hay là bạn? Quang gọi anh là anh, chắc chắn rồi. Vậy anh thấy bạn Quang xưng hô với hai bạn kia làm sao? Không có được tiếp xúc nhiều với hai bạn còn lại, nhưng mà anh nghĩ hai bạn còn lại á, cái bạn bé bự bên đây nó hơi hơi bé nè, hơi nhỏ tuổi nha, nhỏ tuổi nhất nè.
Còn đâu, nhìn hàm râu đó đi. Ổng dẻ đó. Cái râu này là râu thiệt chứ không phải là râu dẻ nha. Râu thiệt luôn hả Nghĩa? Râu thiệt chứ em phải quá đẹp. Em bị còn không thấy, còn không thấy. Anh lột thử rờ anh vô, lột. Rờ vô rất nhám. Anh phải lột thử. Lột gì? Lột da luôn. Trời ơi. Trời ơi quá đáng không. Hai ông bên đây, ông chánh giữa cố tình đeo cặp mắt kiến cho nó già bớt đi. Nhưng làm sao qua mắt được, Minh Xù đã biết các em trước rồi. Không, Quang sẽ là người lớn tuổi nhất. Sau đó tới ông bên này và cuối cùng là ông bên này. Theo em là như vậy. Nhưng cả ba ông đều có một phong cách rất là đỉnh đạt. Đúng. Cho nên là trẻ thì không phải là quá trẻ đâu. Đúng. Mà chưa phải là một tuổi lớn. Chuyến thôi xóa. Giờ các bạn hát đi. Trong cái lúc các bạn hát chúng ta sẽ moi ra những cái động tác, những cái hình thể. Đôi khi là chúng ta phát hiện được cái số tuổi đó. Đồng nếu ý. Vậy thì anh nói nhỏ, khi mình hát đứng như tượng hát anh cho anh. Anh Nghĩa này. Đừng nhúc nhích, đừng tự động gì hết. Y như mấy cái loa mà tự nhiên đứng yên cái nó phát ra lời đó nha. Để khỏi ai đoán được cái gì của mình hết. Mời các em. Nhìn lên cao và tôi thấy từng nơi hoang vu phương trời xa ấy, những đứa cao kia như đang vẫy tay chào. Đường tôi đi còn xa lắm, còn bao hoang mang ưu phiền lo lắng, còn trong thâm tâm mang theo những nghi ngờ. Và con đường kia quá dài, và đôi chân ta chẳng biết ngày mai thế nào ra sao. Vì cuộc sống đâu là dễ dàng, và những khó khăn còn vô vàn. Để thử thách ta lòng vững vàng, để gạt đi những hoang mang. Vì lòng quyết tâm còn vô ngờ, chẳng đợi bước đi còn bất ngờ. Và đỉnh núi cao vẫn đón chờ, chờ ngày ta bước chân lên đón bình minh. Nếu như có đôi lúc ta thấy giấc mơ này chợt như quá xa, hãy cố gắng nhớ đến lý do mà ta bắt đầu. Các chàng trai của nhóm Sunrise mời các em về vị trí của mình. Dặn rồi mà nhạc lên máu quá, quơ tai quá trời quơ, dễ bị phát hiện lắm nha. Anh Nghĩa biết không, là như vậy đó. Đôi khi nhóm này còn bên cạnh đó còn đi hát bè nữa cho những ca sĩ khác, và đặc biệt là cho những cái cuộc thi nữa. Người ta là hát bè, ta đứng yên góc ta hát đi. Không anh, tràn lên diễn trước ca sĩ luôn vậy đó. Lắp mặt ca sĩ lắp luôn. Lắp mặt ca sĩ luôn. Tôi hát hay quá mê mà. Mê diễn nữa. Đoán đi tổng số tuổi của ba bạn ấy là bao nhiêu nè. Trinh đoán thử đi Trinh. Em đoán là chỉ số trung bình là khoảng 25. Nằm trong khoảng từ 77 đến 84 tổng số. 77 đến 84 Minh Xù thế sao em? Em nghĩ là 92 năm nay là khoảng 27 anh tuổi. 27 27, 25 với 22 74 tầm đó. Vậy nếu mà theo tính, theo nhân tính là 74. 74. Các em cho anh biết tổng số tuổi là 74 đúng hay sai? Dạ, đội của anh Minh Xù và Thái Trinh dự đoán số tuổi của nhóm là 74 là sai. Sai.
Trời ơi, khó lắm, dễ đó. Bình quan cho cô vô, đó đại đi. Anh cho gợi ý mà. Dạ. Đúng không? Gợi ý của chương trình là bài hát kỷ niệm. Tiếng ai hát chiều nay vang lừng trên sông. Nhớ lưu nguyện ngày xưa lạc tới đào nguyên. Kìa đường lên tiên, kìa nguồn hương duyên, theo gió tiếng đàn sao xuyên. Một tuyệt phẩm của nhạc sĩ Văn Cao, Thiên Thai. Wow. Với tiếng hát của cô Hoàng Oanh. Bài này sáng tác năm nào? Tính đến nay bao nhiêu năm? Là tổng số tuổi của ba chàng trai ấy. Tụi em không biết luôn á. Chắc chắn là phải trước 75. Và bài này anh nghĩ là cũng là một trong những bài hát đầu tiên của tân nhạc Việt Nam mình luôn. Năm nếu mà là năm 45 đi thì đến năm nay là 74. Hồi nãy đoán 74 không đúng. Ừ. Vậy trong khoảng đó 72 nha. Để hai đi đúng cái số là bài này kia luôn. Năm 47. Đúng 72 là cái điểm mà hồi nãy mình nhận được luôn á, thử. Ok, chơi okay. Luôn. Dạ, yeah, thử nha. Chơi luôn. Coi coi may mắn có mỉm cười với mình hay không. Ha, thấy có cười được kìa. Mà không biết cười là cái ý nghĩa gì thôi. Cười thiên thần lương hé môi cười. Nói cho anh nghe xem, 72 có phải là tổng số tuổi của các em hay không? Dạ, đội Minh Sù và Thái Trinh dự đoán 72. Cũng sai luôn. Cũng sai nha. 74 không phải, 72 không, phải. Không mất đi cơ hội mang về 54 điểm. Rồi nhiều tiếp khi theo là 73 đó, cười tại cơ hội có được 36 điểm. Hãy xem gợi ý của chương trình là gì. Sự kiện đáng nhớ. Rồi. Năm ra đời truyện Con Với Mèn của nhà văn Tô Hoài. Ba chương đầu của Với Mèn Phiêu Lưu Ký. Ba chương đầu của Với Mèn Phiêu Lưu Ký tức là trước đây á, khi mà cái chuyện này mới ra đời thì có tên là Con Với Mèn chứ không phải là Với Mèn Phiêu Lưu Ký như sau này. Đó, chỉ có 3 chương đầu thôi. Sau khi mà tác phẩm này ra mắt độc giả thì được sự ủng hộ nồng nhiệt, cho nên nhà văn Tô Hoài mới viết thêm 7 chương nữa. Thôi tiết lộ nhẹ luôn nha. Cái năm mà truyện mà được nhà văn kết hợp tất cả 3 chương đầu và 7 chương sau thành 10 chương với tên gọi mới là Dế Màng Phiêu Lưu Ký là năm 1955. 1955 là kết hợp. Ở đây cái mốc của chúng ta là 3 chương đầu lúc mới ra mắt với tên gọi Con Dế Màng là năm nào? Đó. Thì đó, từ năm đó tính đến nay bao nhiêu năm là số tuổi của ba chàng trai này? Mình lồng lại cái chi tiết là bài hát Thiên Thai á thì anh cũng nghĩ là nó phải trước năm 45. Vậy thì thôi bây giờ mình cho cái 40 đi, cột mốc 40 nha. Ừ, 40 okay, là coi như là 79. Là 79. 79. 79. 79. Đó có phải là tổng số tuổi của các em hay không? Dạ, đáp án số tuổi mà anh Minh Sù và Thái Trinh dự đoán là 79. Rất tiếc chưa chính xác. Rất tiếc. Là gần đúng rồi đó. Gần đúng rồi. Gần đúng rồi. Rồi. Gần đúng rồi. Chúc bạn may mắn lần sau. Cơ hội cuối cùng. Nếu vượt qua chiến thắng, mình sẽ có được 18 điểm. Gợi ý của chương trình là ngôi sao đồng niên, nhà thơ Phạm Tiến Duật. Bây giờ đón đại đi, giờ 40 giờ 41 đi, lên xếp 1-2 số thôi. 41 là 78. 71, 78 đi. 78 đi. Nãy thấy chưa chính xác rồi, chỉ có xì xích chút xíu thôi đó. Ừ. Này sao giống đánh lô tô quá nãy giờ. Kìa cười rồi kìa, 41. Yeah. Ok, thì em quyết định là 78. 78. Cái chuyện ta cười kệ em ta. Nhưng chuyện ta cười là quy định bây là giờ, đúng luôn rồi à. Bây giờ tụi em cần rất nhiều cái phao anh ạ. Bây giờ ở đâu có nụ cười thì em bám vô thôi ạ. Người nghệ sĩ, người ta đứng trên sân khấu, người ta phải cười chứ. Hoặc là cười vô trong mặt. Trời ơi. Em sao đừng có chửi vậy trời. Cái chửi vậy đó. Cho anh biết 78 có phải là tổng số tuổi của các em hay không? Dạ, lần cuối cùng đáp án 78 mà anh Minh Sù và Thái Trinh đưa ra. Xin chúc mừng. Rất chính xác. Yeah. Trời ơi hay quá. Em nói nhờ em nè. Cảm ơn em nè. Khoan, chờ xíu. Nhờ Quang đang nhờ anh nữa nè. Hồi nãy ai cười? Ông Quang cười chứ ai cười? Ai cười? Ông Quang cười. Tại sao cười?
Có phải nghe nói cái nhột tự cười không em? Dạ không, em nãy giờ em cười từ đầu rồi. Thấy không, ta cười từ đầu luôn à. Nói làm liên quan cho nhỏ. Đúng. Bộ truyện Dế Mèn Phiêu Lưu Ký khi mới ra 3 chương đầu với tên gọi là Con Dế Mèn được ra đời vào năm 1941. Đó, bài tính đến đây là 78 năm. Bài hát thiên thai cũng từ 41 luôn hả anh? Đúng. Và nhà thơ Phạm Tiến Dục cũng là sinh năm 1941 luôn. Đây là những cái kiến thức mà chúng ta có được từ chương trình nha. Rồi giới thiệu từng thành viên coi em nhiêu tuổi. Dạ, em tên là Ngọc Sơn, hiện tại em sinh năm 1994. Nghe tên nghệ sĩ không ha? Ngọc Sơn, Ngọc Sơn, Phạm Duy, Vương Uyên, rồi Quang, Thanh Duy. Dạ em là Hồng Quang, năm nay em 27 tuổi. 92. Chính xác, 27 tuổi. Tôi nhớ mà. Dạ em là Phạm Duy, năm nay em 26 tuổi. 26, 93, 97, 93, 92, 94, 25. Đúng không em? À, các em kết hợp với nhau được bao nhiêu năm rồi? Dạ, tụi em đi hát chung với nhau được 8 năm rồi. Cảm ơn các em. Hôm nay các em đã đến với chương trình này và mang cho người chơi ở đây những cái cảm giác thót tim, hồi hộp, căng thẳng, lo âu nhờ cái nụ cười cuối cùng của em mà ta đoán ra đó. Dạ, tại vì tới cuối cùng rồi thì thôi cũng, em. Dạ, thôi cũng nói chung là thương khách mời xíu. Thương cái gì? Thôi đi, tại vì chúng tôi may mắn nữa. Thôi chúc cho Sunrise lúc nào cũng Sunrise như mặt trời nha. Lúc nào cũng tỏa sáng em nha. Cảm ơn em. Một lần nữa nhóm Sunrise xin được cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Rồi, chào tạm biệt các em. Có tiền rồi bắt đầu đuổi qua đây luôn. Là ai về nhà nấy liền vậy đó. Bây giờ là cái ghế ngồi của người chiến thắng không phải là anh rồi, nó bên xù ơi. Gian thật. Em qua liền ngay lập tức. Hiểu rồi ha. Tất cả mọi thứ đổ xong đổ bể hết rồi. Nhưng em yên tâm đi. Còn cái chuyện mà ký được lương hay không mà còn phải qua tay anh và biên tập một cái chương trình nữa. Ngày hôm nay chúng ta cũng đã biết được rằng đội của Minh Sù và Thái Trinh đã chiến thắng vào cái giây phút cuối cùng. Chúc mừng hai em. Cảm ơn các em lên đây cùng với anh nào. Đúng thiệt, nhà nào về nhà đó. Nhà người ta có tới 18 điểm, tương ứng với 18 triệu đồng. Còn nhà mình có cái gì không Sù? Niềm vui. Ừ. Và là niềm tin. Vẫn còn niềm tin hả? Vẫn còn niềm tin. Thôi kệ, cứ giữ lấy niềm tin mà và sống em nha. Và chúng em sẽ luôn niềm nở. Và thưa quý vị, chương trình Đoán Tuổi Như Ý hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Chương trình do Đài Truyền Việt Nam thực hiện. Hẹn gặp quý vị khán giả vào tuần sau 11 giờ thứ bảy trên kênh VTV3. Xin chào tạm biệt. Yeah.